Xin chào bạn đang mình là Hưng đây. Chào bạn nha. Yeah, ngày một chúc tất cả mọi người vui vẻ nha. Đấy các bạn nhìn chưa? Rất chi là nhiều bim bim luôn các bạn nhìn chưa? Đấy, chỗ này là 12 loại vị bim bim các bạn ạ, khác nhau các bạn nhá. Thì các bạn ơi, hôm nay bọn mình sẽ tiếp tục series là đoán tên các loại bim bim các bạn nhá. Đoán tên á? Đúng rồi. Cái hình thức chơi nhà ấy. Hình thức chơi là hôm nay là sẽ bịt mắt và sờ vào cái bim bim ăn thử rồi đoán nhá. Đấy, anh sẽ trao cho mỗi người một cái bảng. Hôm nay là sẽ bim bim gì thì ghi nó ra bảng nha. Ghi. Đúng rồi. Ghi nó ra. Ghi tiếng Anh mà em ghi thành tiếng Việt được không? Được. Đọc thành tiếng Việt đi. Được. Thế phần thưởng hôm nay là gì ạ? Anh Hưng nhỉ? Phần thưởng hôm nay mình sẽ trao cho người chiến thắng sẽ là 500 đô các bạn ạ. 500 đô. Đấy. Hơn 11 triệu đấy. Nhưng mà cũng có hình phạt luôn các bạn nhá. Hình phạt sẽ phải là ai thua sẽ phải ăn chanh các bạn ạ. Chanh nhá. Chùa lắm. Chanh các bạn nha. Chùa lắm. Đấy, sẽ cố gắng lên. Rồi. Thì có ai hôm nay không tự tin chiến thắng không nhỉ? Ui, không. Mình tự tin hết anh ạ. Mình hay ăn bim bim không các bạn ạ? Đấy. Trước mình cũng hay đưa người yêu chắc, đi ăn bim bim. Chắc hôm nay mình chiến thắng các bạn ạ. Đấy. Nguyên lỗ luôn rồi các bạn ạ. Rồi. Thì bọn em sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi. Bây giờ bọn em anh trao cho mỗi người một mẩu phấn nha. Viết vào bảng nha. Ok. Ăn xong là ghi vào bảng là bim bim gì. Đây. Ok ok. Nguyên ơi. Đấy, bọn em sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Bịt mắt vào. Nào, anh sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi. Đấy, các bạn ơi, mình đã ghi biển Hùng Hậu Nguyên các bạn nhá. Ai được một điểm thì mình sẽ gạch một điểm các bạn ơi các bạn nhá. Đấy. Rồi bắt đầu tiên nhá. Khi nào anh bảo em bỏ mắt ra thì bọn em sẽ bỏ mắt nhá. Ok. Đấy. Rồi bọn em ơi. Xong chưa? Được rồi đấy. Ui. Đâu vậy? Đâu vậy? À, đấy, có cái lỗ đấy. Đấy à. Quen này. Quen không? Quen. biết anh ơi. Thế bây giờ ghi phải bỏ mắt ra chứ. Đúng rồi, bỏ mắt ra đây. Quen lắm. Ôi. Quen. Đấy các bạn ơi, có vẻ như là cái bim bim này, nói chung là bim bim này hay ăn rồi. Bim bim này quá quen thuộc luôn. Rồi, ok. Đúng không? Nguyên đâu? Nguyên đâu thế? Nguyên có bim bim chưa à? Ở đây oxy bí đỏ. Rồi, ok. Xà lách bí đỏ nhá. Oxy cũng đúng luôn. Đúng. Đúng rồi, ok. Ủa, mỗi thằng được một điểm nhá. Oxy đúng á. Đấy. Nó là hàng oxy còn gì nữa. Hòa. Ba người, mỗi người được một điểm nhá. Rồi, quyết nào. Bim bim này mới khó này các bạn này. Của em là gì đấy? Hai bạn. Đấy, sẵn sàng rồi. Xong chưa? Rồi. Ai à? Ai à? Quẹt lắm này. Ai dài dài này. Dài. À, cái này nhắn ra luôn. Ui anh. Thế viết luôn đi. Đây, bỏ mắt. Bỏ mắt viết ra đây. Cấm nhìn của nhau nhá. Đúng không? Oxy sờ nách thế nào? Oxy ớt hả? Oxy ok. Tông cay. Ok, nguyên chính xác nha. Oxy. Anh gì? Sờ lách vị cay không vừa. Không được. Tông cay. Oxy tông cay. Ok, nguyên được một điểm nhá. Cái sai hả? Chả sai. Tôm cay cơ mà. Đây, chính xác các bạn nhá. Nguyên ok luôn. Ok. Rồi, bị bắt tiếp. Tiếp theo các bạn nha. Đấy, bim bim này các bạn này. Bim bim này mới gọi là khó này. Thua Nguyên rồi đấy. Thua Nguyên là không được rồi. Lâu hết nhỉ. Rồi, mở mắt ra. À, được rồi đấy. Chọn đi. Nguyên được rồi. Nguyên này, con gói này bé đấy nhỉ. Con này hơi bé. Đấy à. Nhận ra chưa? Rồi. Cái này khó đoán. Khó đoán. Đây của em đây anh ơi. Của em đây. Nguyên đâu thế? Con thật đấy. Oxy vị cua. Sai rồi. Oxy vị cua là sai nhá. Nhưng mà tu li là đúng rồi, nhưng mà vị gì không? Em ăn thấy nó cay cay. Vị cay ạ. Vị cay à? Ok, được rồi. Đúng rồi nha các bạn nha. Đấy của hậu là tu li vị cay mà. Tu li, bim bim tu li.
anh hay được ăn lắm. Anh đấy. Không ghi vị là nghĩa là vậy. Hả? Tính chuẩn. Không, rồi. Anh lúc anh chỉ tính là ghi tên thôi. Mà rồi. Anh không hỏi em vị thì thôi được rồi, bị mắt vào đây. Tiếp nha. Đây các bạn nha, vị này mới khó các bạn ạ. Được chưa anh? Chưa, từ từ. Ok. Rồi. Bạn không được chơi đẻ. Tiếp tục nào. Đâu nhỉ? Ôi trời ơi. Ái à. Đây. Ái à. Biết được luôn à? Cái hình gì đây nhỉ? Nhìn em đoán không nhầm là như này. Được rồi, thế Hùng cứ giơ lên. Ờ đúng rồi, em úp vô nhá. Em úp vô. Ái à. Nó úp gì mà giơ lên đi xem chuẩn không? Đây đây. được. Mở mắt ra chưa? Mở mắt ra rồi. Phải mở mắt ra mới viết được chứ. Đấy các bạn ơi, hai người chiến thắng đúng rồi đấy. Đúng không? Select vị cua hãng nào? Hả? Hãng nào? Oxy. Được, Oxy được. Ok. Oxy vị cua. Ok các bạn ơi, đúng hết các bạn nha. Cứ tưởng. Không phải anh chờ hình con cua rồi. Cứ tưởng mỗi mình đúng rồi lại. Xong chưa nhỉ? Xong rồi. Ừ. Ôi giời. Ái à. Quen lắm này. Có đấy. Sao rồi? Quen đây. Ê. Có gì không? Được rồi. Em úp luôn nhá. Không phải đâu. Đúng không? Nào. Nguyên đâu? Nguyên đâu? Vị có đoán lắm. Cứ đoán bừa lên. Hê 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 hê. Có quay đầu hay đi xem. Hay đi xem. Em định như này. Vị gì? Hả? À? Anh không vị á? Ôi xì. Anh không có vị. Các bạn ơi. Toàn thiếu vị đi. Tóm lại là sai hết rồi các bạn nha. Oxy vị tôm. Đây không phải là oxy vị tôm đâu. Cũng không phải ota, octa với lại oxy đâu nha. Đây là swing các bạn ạ. Đấy. Swing chưa? Ôi đùa. Nhìn chưa? Nhưng mà vị khoai tây là đúng không anh? Vị gà. Ừ. Sai hết. Mình ăn giống khoai tây. Nhớ khoai tây thôi. Nhưng mà vị gì là mới là quan trọng. Rồi, tiếp theo, vòng tiếp theo nào. Ôi, ai à? Ai chà. Cố lên. À. Nhận ra chưa? Mở mắt ra rồi viết đi. Nguyên cứ mở mắt ra viết. Ôi xin vị ngô. Ơi này, được, ok, đúng rồi. Đúng hết. Đấy các bạn ạ, à, cái này dễ các bạn nhá. Được. Thế không được rồi. Ai là Nguyên Hậu là hơi gay cấn đấy. Hùng vẫn thua một nước à? Đấy, Hùng đang thua một nước rồi. Thôi bị mắt vào. Rồi. Có lên. Hơi bị khó đấy. Cái này khó nhỉ? Bim này mới đấy. Mình cũng chưa ăn bao giờ luôn các bạn ạ. Chưa ăn bim này bao giờ luôn. Ngon nhỉ? Khó này. Oxy cà tím. Oxy salami. Oxy salami. Khoai lang đi nhỉ? Smash khoai lang. Ok, thế được rồi. Hùng chấp nhận là Hùng đúng nha các bạn nha. Quá. Đấy. Khoai lang, một anh Hùng ván này khá ghê nhỉ. Khá đấy. Cái này anh chưa ăn bao giờ. Cái này chưa ăn bao giờ luôn các bạn ạ. Cảm nhận là có vị khoai. Đấy thôi các bạn ơi, cái này dễ các bạn ạ. Cái này dễ. Hình như là ai sẽ đoán được các bạn nhé. Cứ chơi cái dễ trước sau nó là cái khó các bạn ạ. Được rồi. Đấy, hơi gay cấn đấy các bạn ạ. Ai tròn à? À, nhận ra luôn đấy bạn ạ. Ừ. Ghê. Quen quá nhỉ. À đâu. Nguyên không còn gì. Chơi hẳn hoài. Chú em hơi xấu nhưng viết hơi nhanh. Được. Anh vẫn nhận ra. Nguyên.
Con xin vị cua. Cua sai rồi, cua sai rồi. Cua sai rồi các bạn. Cua sai rồi. Vị hành. Vị hành, xà lách hành. Ok ok ok. Đấy. Ui bạn Nguyên còn loan là xa nhá. Đấy, rồi. Cái này mới khó này. Ui to thế nhỉ. À. Đấy, hậu rất nhanh nhảu các bạn ạ. Biết mà. Đây, ăn quá nhiều luôn đấy. Ghi bừa đi bạn các bạn ạ. Mình biết bạn không sai rồi. Ghi bừa đi các bạn ạ. Ôi à, ơi, sai hết các bạn nhá. Sai á? Sai, hậu sai nhá. Đây là Octa, không phải Lây. Đấy, ok. Như vị gì đấy anh? Vị này là vị khoai, vị tàu biển. Em nghe thấy có tí gọi là em tàu biển lại chơi tại vị tôm. Không sao. Bè bảng dấu diếm ghê. Đây các bạn nha. Tiếp cái loại này các bạn nha. Cố lên nào. Ăn chơi xong chưa? Rồi. Lần này mà sai nữa thì không bao giờ tớ chơi nữa các bạn ạ, không thèm ăn luôn. Ok. Ui, như này lãi kìa. Quen, không quen mà. Đấy, hậu cười ấy. Ôi, bây giờ lúc này mình... Ôi, mấy bạn ghi đi. Ghi đi. Ghi. Ôi, oxy vị khoai tây. Không. Em không đoán được ra anh ạ. Chịu thua đi. Vâng, em chịu thua này. Ok, hậu đúng nha. Vị gà PPP. Hạt em cái BB hình trắng OTA luôn. Rồi, ok. Đoán mà sai nữa không thèm chơi. Thế là mình đang dẫn đầu nhá. Ok, được rồi đấy. Ui, nhỏ ấy nhỉ. Má. Hình dáng này quen quen này. Đẹp luôn. Đấy các bạn ạ, hậu rất là nhanh như nhảu trong cái việc mà đoán ra các bạn nhé. Đấy. Có một nhìn của nhau nhá. Khoai gì vị khoai các bạn. Khoai gì? Khoai gì? Của hậu là đúng rồi. Của hậu là xà lách vị cua chua ngọt. Được. Rõ ràng là hình con cua, các ông cũng đoán vị khoai á. Đấy, à? Ok, thôi được rồi các bạn nhé. Không hình con cua. Hậu cua vị nó khác và hình nó khác, anh hoàn toàn. Hậu đang dẫn nha các bạn nha, lại một gạch nữa các bạn ạ. Hình một chuyện thì... Thôi không cãi nhau nữa, đây là xà lách vị cua rồi. Đúng rồi, anh đoán đúng, nói chung là ai chú đoán sai. Rồi, mở mắt ra. Đâu rồi? Đây. BB mày lạ đấy. À, nó tròn xoay nhỉ? Có khi là đặt lại BB mới. BB này em nhớ từ lúc đầu đến giờ. Nhớ từ lúc đầu. BB này em ăn khá nhiều rồi nhá. Đây, ôi xì vị cay. Nguyên sai nhá. Hùng là Caramucho à, vị cay, ok, được rồi. Em đây là em vẫn chuẩn xác không, nhưng mà hình như nó là chính xác, đúng rồi. Hùng đúng á? Hùng đúng nha. Đấy, hậu đừng có tự tin nha. Đấy, hậu chỉ cần thắng vòng nữa thôi là hậu chiến thắng nha. Hòa thì hòa, em vẫn thắng. Hòa thì hậu vẫn thắng. Đâu, nhưng mà Hùng thắng là hai thằng bằng nhau. Bằng nhau nhưng lại trao đổi nhau. Được rồi, ok nhá, bắt đầu nhá. Chết rồi, mình không cao ơi. Và đây khả năng mình thua rồi các bạn. Bạn thua chắc rồi bạn ơi ạ. Đấy. Vòng cuối ấy, vòng chốt đấy. Rồi, vòng chốt nha các bạn nha. Xong rồi. Lần này hậu không đoán đúng mà tất cả đều sai thì hậu là người chiến thắng nha các bạn nhá. Bim phải ăn lại sao nhỉ? Rồi là ăn lại đấy. Ôi ôi. Đây. Bạn vừa chặn đấy. Xoáy đâu? Sầu hình vị cua. Ui. Sầu hình vị cua hả?
Nhưng sao anh bị cua? Làm gì có bị cua đây, không phải bị cua nhá. Đây các bạn ơi, mà mày là hậu thắng á, hậu đúng này các bạn này. Xấu hình wow. Này của Hùng cũng là tu ly vị tô mà. Ok, chấp nhận nhá. Nhưng mà Hùng vẫn thua hậu nhá. Hùng vẫn thua. Nguyên sai nhá. Trong cái này 3 lần 3 người khác nhau á? 3 lần khác nhau. Bây giờ là ai thắng nhau bạn nhỉ? Hậu chiến thắng các bạn ạ. Đấy các bạn nhìn này. Chán thật. Hậu có tận 8 vạch cơ, Hùng chỉ có 7 vạch thôi. À 6 vạch thôi, 2, 4, 6, 7 vạch nha. Nguyên thì có 4 lần thôi, 4 lần đoán đúng nha. Rồi, thế thì Hậu chiến thắng nha. Yeah. Đấy các bạn ơi, Hậu hôm nay lại chiến thắng các bạn ạ. Hậu chơi những cái series mà đoán tên này thì Hậu thường như là Hậu chiến thắng các bạn nhá. Mình quá giỏi, quá đẳng cấp các bạn. Rồi, thì đây là 500 đô anh trao cho em. Đấy, chia mọi lên. Người thua cuộc là sẽ phải ăn chanh các bạn nhá. Đấy, Hùng làm ăn chanh đi cho nó chua ruột. Bóc vỏ. Bóc vỏ anh nhá. Thế này bóc vỏ à? Ai à, ngon không? Đấy, lần sau là chơi phải cố gắng. Đúng rồi. Không phải ăn chanh. Lần sau chơi bọn em phải dùng những cái đầu nhiều vào. Nguyên ngon không Nguyên? Ông có nhìn chúng mày ăn anh kèm này, chảy dãi. Chua. Ui. Cố lên bạn Nguyên. Chua. Cô Hùng. Mình thèm lắm các bạn ạ. Nói chung là anh cũng thèm lắm thôi, quay trong clip là anh đi ăn chanh. Ấy. Không được chơi đá nhá. Bắt cái lượt thì. Bắt đầu em bẩy cái hạt nó đắng. Vớ vẩn. Ăn là phải chơi công bằng. Đúng rồi. Quả chanh là chọn quả bé nhất rồi. Bạn Nguyên ăn đi. Chua lắm ạ. Ai à, không nhìn các chú anh chảy nước dãi đấy. Anh muốn ăn lắm nhưng mà không có được ăn này. Ôi hết rồi á, hết rồi á. Rồi thì các bạn ơi, đấy các bạn thấy video này của bọn mình hay thì like và chia sẻ video để ủng hộ bọn mình nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo nha. Bye bye.